chính hiện tượng tự nhiên, khoa học chưa thể lý giải. Thế giới vốn luôn muôn hình muôn vẻ và vô cùng huyền bí. Và với con người mà nói thì rất nhiều hiện tượng tự nhiên, mặc dù đã có một số lời giải thích mang tính khoa học đã được đưa ra, nhưng vẫn còn chưa thấu đáo. Hay nói cách khác thì những hiện tượng đó vẫn còn là một ẩn đố thần bí. Những hiện tượng tự nhiên bí ẩn Âm thanh của cồn cát theo merger network thì nhiều cồn cát ở sa mạc châu Phi, Trung Quốc, Qatar và California, nước Mỹ, phát ra những âm thanh cường độ cao giống như tiếng kêu vo ve của loài ong hay giai điệu thánh ca Gregorian. Các nhà khoa học nhận thấy âm thanh phát ra từ cồn cát phụ thuộc vào kích thước và tốc độ chuyển động của cát, nhưng họ chưa thể giải thích được nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Chất nhờ ngôi sao chất nhầy ngôi sao Star Charlie, là chất lỏng dính nhầy kỳ lạ rơi xuống từ bầu trời, thường xuất hiện trên cánh đồng và bãi cỏ sau các trận mưa sao băng. Các nhà khoa học chưa biết chất lỏng này là gì, do đó tiêu tan khá nhanh trước khi được mang đi phân tích. Nguồn gốc và thành phần hóa học của chất nhầy ngôi sao vẫn là bí ẩn lớn đối với người nghiên cứu. Xét hòn Sét hòn là hình thức đặc biệt của tia sét, trông giống như là quả cầu ánh sáng trôi nổi trong không khí. Nó có kích thước từ quả bóng gold cho tới quả bóng đá, không phát sinh nhiệt và âm thanh. Năm 2012, thì các nhà nghiên cứu Trung Quốc ghi lại hình ảnh video tốc độ cao hiện tượng sét hòn và chụp ảnh quang phổ phát xạ của nó lần đầu tiên. Kết quả phân tích cho thấy sét hòn được tạo ra bởi các khoáng chất bay hơi từ đất. Tuy nhiên, thì nhiều người cho rằng một quan sát đơn lẻ như vậy không thể giải thích toàn bộ nguyên nhân tạo ra sét hòn. Shack Katatumbo. Shack Katatumbo là hiện tượng tự nhiên xảy ra trên một đồng lầy ở khu vực sông Catalumbo đổ vào hồ Maracaibo, Venezuela. Đây cũng là địa điểm có nhiều xét nhất trên thế giới. Các trận dông tố thường kéo dài 10 giờ mỗi đêm, với trung bình là 28 lần xét đánh mỗi phút. Một số người cho rằng những cơn dông tố xuất hiện liên tục do khối không khí nóng ven biển tiếp xúc với khối không khí lạnh vượt qua dãy núi Andes. Nhiều người khác tin hiện tượng trên có thể liên quan tới lượng khí metan CH4 thoát ra khỏi hồ Maracaibo. Khu rừng cong Khu rừng công Crockett Forest tại West Maryland, Ba Lan, làm vùng đất chứa khoảng 400 cây thông uống cong 90 độ so với gốc, trong khi thân cây một thẳng đứng. Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên đến nay vẫn chưa được làm rõ. Một giả thuyết được đưa ra là một nhóm người nào đó uống các cây sau khi trồng chúng vào năm 1930. Họ hy vọng có thể sản xuất đồ nội thất từ những cây công và can thiệp vào quá trình phát triển cây non mới 10 tuổi nhưng Thế chiến thứ hai bùng nổ ngăn cản họ thu hoạch gỗ, để lại cánh rừng kỳ lạ như ngày nay. Tín hiệu Wow Năm 1977, thì tiến sĩ Charlie Altman phát hiện tín hiệu Wow khi đang tham gia dự án tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất SETI. Tín hiệu sóng vô tuyến lạ kéo dài 72 giây và không bao giờ lặp lại. Nó được gọi là Wow. Bởi đây là từ mà Edman viết trên bản in của tín hiệu. Tín hiệu dường như đến từ chòm sao Sagittarius, cách trái đất khoảng 120 năm ánh sáng. Giới học giả chưa rõ nó có phải là do người ngoài hành tinh phát ra hay không. Hố sơ Tivio Sông Rue chảy qua khu vực bang Minnesota nước Mỹ. Khi tới công viên Chico C. Si, Maneste, dòng sông này bị chia đôi dòng chảy bởi một tảng đá nhô lên chính giữa tạo thành thác nước, tách đôi. Divio một thác nước chảy xuống hồ Superior, thác còn lại đổ vào hố sâu gọi là Devil Cathy, chiếc ấm của quỷ dữ và biến mất ngay tại đó. Các nhà khoa học tin rằng phải có điểm kết thúc cho dòng chảy xuống hố sâu. Họ làm đủ mọi cách như đổ thuốc nhộm, thả bóng bàn, khúc gỗ vào hố Devil sau đó thì chờ đợi chúng nổi lên trên mặt hồ Superior. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ cho vào hố đều biến mất không để lại dấu vết. Quả cầu ánh sáng. Tại thông lũng Harasland, miền Trung Na Uy thường xuất hiện những quả cầu ánh sáng kỳ lạ có màu sắc và hình dạng khác nhau. Chúng đôi khi lóe sáng rồi phục tắt, di chuyển rất nhanh hoặc trôi lơ lửng trên bầu trời. Giáo khoa học gọi đây là ánh sáng Harasland đặt theo tên của thung lũng nơi chúng xảy ra. Thời điểm ánh sáng Hadesland xuất hiện nhiều nhất có thể là tới 10, 20 lần mỗi tuần. Và đến nay thì các nhà nghiên cứu vẫn đi tìm nguồn gốc, năng lượng và nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Ảo ảnh ảo ảnh dường như là một điều gì đó bí ẩn chứ không phải đơn giản là một trò đùa của ánh sáng theo khoa học giải thích thì hiệu ứng này xảy ra khi có sự chênh lệch đáng kể giữa nhiệt độ và mật độ giữa các lớp không khí khác nhau ảo ảnh là một sự phản xạ ánh sáng mà theo một cách nào đó nó bị phóng to và biến dạng tuy nhiên thì vẫn có thể còn một nguyên nhân siêu thường nào đó tạo nên hiện tượng này News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.